Thư hưởng khả năng cảm thụ âm nhạc từ bố mẹ, con gái nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, Hà Lưu Vi Uyên thành thạo piano, guitar, kỹ năng thanh nhạc và vũ đạo. Đồng thời, Vi Uyên cũng là người mẫu ảnh trẻ tuổi. Từ bé, Vi Uyên đã được mẹ tạo điều kiện tham dự các buổi trình diễn của ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng khi cô bé muốn trở thành một ca sĩ đa năng. Khi biết Uyên chắc chắn sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật nhưng vẫn yêu thích quản trị kinh doanh, nữ nhạc sĩ đồng hành cùng con tìm kiếm trường đại học về quản trị để có thể vừa phát huy tài năng âm nhạc vừa bổ sung kiến thức. Quý vị đang cùng quay trở lại với khách sạn 5 sao và đây là bữa tiệc hạnh phúc. Chị đoán xem phần tiếp theo của chúng ta sẽ thiên về điều gì? Cũng vẫn là tiệc thì ăn uống. Và bây giờ ở phần này thì chương trình xin mời quản gia. Xin chào em. Em chào anh. Ngồi đi. Em có thể giới thiệu đôi nét về mình cho quý vị khán giả biết được không? Em tên là Mimi, em là con mẹ Hương. Mọi người hay gọi em là Mimi Lưu. Mimi Lưu. Tên thật của em là Hà Lưu Vi Uyên. Em rất là thích trình diễn ở trên sân khấu mà trước mặt mọi người. Như vậy thì em cũng thừa hưởng được cái gen âm nhạc của mẹ đúng không? Em thích làm ca sĩ nhưng mà biết nhảy. Kiểu anh thấy mấy idol K-pop á. Những người thiên về trình diễn. Dạ đúng rồi. Sắp tới là bạn ấy có dự định ra một cái album riêng. Nhưng mà bạn hoàn toàn là tự viết nhạc của bạn ấy. Sao em không hát nhạc của mẹ? Chị khuyến khích. Bảo là mẹ, má giúp cho con với những bài và con cứ viết đi. Khi nào mà má thấy là album con còn thiếu gì thì má thêm vào thôi. Còn con sẽ là cái người chủ động về cái tất cả mọi thứ và chăm chỉ lắm. Bạn ấy thích nhảy rồi tự viết nhạc, tự làm việc với các anh hòa âm, producer. Chị thì vẫn sẽ là cái người sản xuất. Về chuyên môn thì Mimi sẽ chủ động. Bạn ấy thích nhảy cho nên là từ hòa âm là bạn ấy thích dựng các cái bố cục thể hiện được cái vũ đạo của các bạn ấy. Nào em mới ra mắt. Dự kiến của chị thì sẽ là tháng 11 vào cái tầm dịp sinh nhật của Mimi. Nhá nhẹ cho anh tí xíu. Một ca khúc nào đó em sáng tác một đoạn ngắn thôi. Anh đã chỉ coi em là nhất. Anh đã chỉ coi em là duy nhất thôi. Nhưng anh chỉ biết bước tiến thì chẳng ai làm gì có lỗi. Anh hỏi vui vui chút dạ, nha. Okay. Đã có rung động chưa mà viết có vẻ rất là có kinh nghiệm như thế. Tại vì 18 tuổi là ai cũng có tình đầu. Nên là em trải qua mối tình đầu đấy xong tự nhiên em ngồi một lúc. Em nghĩ về nó xong rồi tự nhiên em viết bài này rất là nhanh luôn. Cái gì nó cảm xúc thật bao giờ nó đúng nhanh. Rồi. Có những bài hát mà thực ra chị viết trong cái lời mà chỉ trong có 30 phút. Chị không so được với con bé. Con bé nó là tình yêu ngày đầu nó vụn dại non nước. Bây giờ xin mời quản gia anh Tuấn đưa con bé vô sao mình đi đâu mất tiêu rồi. Đây sẽ là món quà đầu tiên ạ. Hôm nay được nhiều quà nhỉ. Sao cái khăn chị này nó quen định quá. Quen không? Quen. Cái này là chính là dành cho con đấy. Cái này là khăn này quen. Cái này là cái này là đồ sơ sinh của con. Ôi, sao còn giữ mà còn giữ. Đây nhá, cái này là cái bình sữa của Mimi hồi Mimi có 3 tháng tuổi. Cái này là đôi dép của Mimi. Có đi vừa nữa không nè? Hả? Được bây giờ xác định ngón cái không? Hả? Thì Mimi từ nhỏ không thay không? Quen không? Làm sao mà quen được? Yêu. 3 tháng tuổi sao nhớ? Con nhớ con cái khăn này đó đến bây giờ luôn ấy. Thế à? Không biết những ngày xưa của con hay đeo hay sao. Đúng rồi. Con cứ mang máng ấy. Thấy chưa? Thấy chưa? Xong là những cái đồ sơ sinh này mà đến ngày bây giờ chị vẫn còn giữ. Thì chắc là cũng xuất phát từ việc là tại mình có một đứa. Dạ. Cho nên bao nhiêu tình yêu, tình thương mà mình dành
Và chị lại cũng là có một cái tính là chị rất hay giữ kỷ niệm. Người nhạc sĩ mà, chị giỏi cái lưu giữ lắm. Lưu giữ ngoài cái bộ nhớ của chị ra thì chị rất thích là những cái kỷ vật. Cái bài hát của chị ấy, từ cái quạt giấy, từ cái con quay ấy, từ cái đôi guốc mộc ấy, thì có thể em đi qua em nhìn là nó là chuyện bình thường, nhưng mà chị lại đưa nó vào bài hát. Nhưng mà chị không nghĩ là chị Mimi lại cái bộ này và tất cả những này để được lên là lên truyền hình cơ. Chị chỉ định là dành tặng cho Mimi lúc mà Mimi đi lấy chồng và Mimi sinh em bé đầu tiên. Là chị sẽ để dành cái này tặng cho con của Mimi luôn ấy. Đây là một cái điều nó rất là nữ tính ở chị. Bởi vì trên tất cả chị vẫn là một người mẹ, và như những người mẹ khác thì lại rất là thương con. Có bao giờ chị rơi vào những cái trạng thái mà chị buồn đến mức mà không viết nổi một bài hát, và Mimi là cái động lực duy nhất để cho chị tiếp tục bước tiếp? Năm 18 tuổi là ba chị mất sớm rồi. Thì chị chính là cái người đàn ông trong gia đình. Vì cái Giang nhà chị nó, em biết rồi, nó yếu đuối lắm. Rồi mẹ thì cái thời điểm đấy thì cũng là cái người mà cũng bị cú sốc. Thực ra không ai muốn mạnh mẽ đâu Khang. Ai cũng muốn có một cái bờ vai, ai cũng muốn có một điểm tựa. Nhưng mà mình buộc phải như thế. Mình buộc phải mạnh mẽ, mình buộc phải ổn trước mọi người. Bởi vì em đâu có sự lựa chọn nào khác. Bởi vì em còn là điểm tựa của em gái, điểm tựa của mẹ mình. Nhưng cái thời điểm khó khăn nhất của chị chính là cái thời điểm mà Mimi bắt đầu trưởng thành. Lỡ có một vài lần mình vào mình không có gõ cửa thì có thể nhìn mình cũng là một mẹ, người mẹ rất là nhạy cảm. Bước vào thấy là bạn ấy cũng hơi cau mày một xíu, là mình có cảm giác là bạn ấy cũng đã tách, bắt đầu là bạn ấy trưởng thành, bạn ấy đã có một cuộc sống mới rồi. Bạn không như một đứa trẻ bước về nhà cá mẹ ơi ao vào người mình, là mình ngã ngửa ra đằng sau. Thì mình rất là thích cả. Đấy là một khoảnh khắc mà Hương thấy là Hương phải chấp nhận cái việc con mình đã trưởng thành và bạn ấy sẽ không như hồi nhỏ nữa, là lúc nào cũng mẹ ơi, lúc nào cũng ấy. Đấy là cái khoảng thời gian mà khó khăn nhất đối với chị thôi. Và thật lý Khang là chị biết thoát ra khỏi cái sự tổn thương. Không ai sẽ không nhìn thấy ngoài mình chị. Và đó chính là những gì mà ít người thấy ở Lưu Thiên Hương. Và Lưu Thiên Hương luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng bên trong thì thật sự là đôi khi có những cái khoảnh khắc rất là yếu đuối. Dạ, mẹ em thì ít khi chia sẻ. Một khi mà mẹ em có chuyện gì khó khăn là mẹ em toàn giấu trong lòng để mẹ em tự vượt qua. Còn em thì thực ra em cũng hay để ý cảm xúc của người khác, nhất là của mẹ em nữa. Nhưng mà nhiều lần em lại không dám nói cho mẹ em. Mà mẹ em biết á. Dạ. Và có một cái món quà tiếp theo mà chương trình muốn gửi đến cho chị. Chị lấy cái đó là đây, em xin phép đây, chị đưa đây đi, em có thể giúp chị. Dear my mom, the person I love more than anything in the world. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của con. Khép lại thời học sinh suốt 12 năm qua, đã đến lúc con phải bước vào giai đoạn trưởng thành. Má nhớ năm lớp 7 không? Năm đầu tiên con bước vào ngôi trường này, con đã từng sợ đi học tại con có xích mích với mọi người trong lớp. Nhưng má là người đã bên cạnh con, an ủi con vì biết con hay yếu đuối. Nhưng dần lên lớp 8, lớp 9, con bắt đầu có cơ hội thân hơn với mọi người. Đó là lúc mà con cảm thấy vui lắm vì con đã hòa nhập được với bạn bè. Má luôn là người đồng hành với con. Má nấu ăn, chăm sóc bọn con rất nhiều, kể cả khi con buồn. Má cũng dạy con cách đứng lên mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Vì giờ má không phải lúc nào cũng ở bên cạnh con, chỉ bảo từng chút một. Con chỉ muốn nói là con cảm ơn má rất nhiều. Con không biết nói sao để tả hết cảm xúc của con. Nhưng má là người tuyệt vời nhất, là người chứng kiến con trưởng thành qua 12 năm.
con yêu má rất nhiều. Con sẽ cố gắng thật nhiều, thật mạnh mẽ để má luôn tự hào về con. Đây là cái bức thư mà Bibi viết cho chị, cái ô Bibi tốt nghiệp. Cái khoảnh khắc đấy thì sẽ không bao giờ quên được. Khi các bạn ấy nhận bằng sẽ rủ phụ huynh để các bạn ấy tri ân. Thì riêng bạn này đã chuẩn bị một cái bức thư và bạn chạy tới chị và bạn khóc quá trời và bạn ôm chị và đưa cho chị cái bức thư này. Con tặng má cái này, con nghĩ là sẽ làm cho tâm trạng của má tốt hơn. Thế thôi, một cái bức thiếp của chị bây giờ chị vẫn luôn để trên cái bàn trang điểm của chị luôn. Trong cái tủ nước hoa rất bày trí rất đẹp, nhưng mà để nguyên một cái bức thiếp đấy kệ, phá decor cũng được, nhưng mà chị thấy nó rất là ý nghĩa. Cho anh hỏi Mimi nè, có một cái điều gì đó mà từ nhỏ đến lớn hoặc là thậm chí đến bây giờ em rất mong muốn làm cho mẹ của em? Em chỉ muốn em có thể nuôi được mẹ em, tại vì từ nhỏ đến bây giờ mẹ em đã nuôi em rất nhiều, nên là em chỉ muốn được thành công và để cho mẹ em được tự hào. Thế là thực ra cái việc đúng rồi. Mimi là hay nhìn sang nóc nhà khác để mà sống, để tự tạo cái áp lực cho mình. Tất nhiên ai cũng mong muốn cái sự thành công, nhưng mà cái thành công mà mình phải đánh đổi quá nhiều thì má lại không mong muốn như thế. Má mong muốn là con hạnh phúc, con vui, và mỗi một ngày mình sẽ cố gắng nhưng mà không có cái tự tạo áp lực cho mình. Em rất là thích cái cách xưng hô của hai mẹ con nha. Má con nó rất là ấm áp, đúng không ạ? Rồi cảm ơn Tuấn, em mang hai món quà mà món nào cũng chạm vào khiến cho chị Lưu Thương Hương khóc quá khóc Tuấn ơi. Bây giờ tới quà của Trung rồi. Xin mời quản gia Trung. Rồi. Quà phải như này chứ. Em tôi hết nước mắt rồi. Ở ngoài mọi người xem và mọi người giao nhiệm vụ cho em là phải mang cái thứ quà gì vào mà thay đổi được không khí. Thì đây là cái đầu tiên nhiệm vụ của em là đưa cho chị. Nhưng mà yêu cầu là chị chưa được mở ngay, chị cứ ôm nó cho em thôi. Ôm à? Ôm. Cái thứ hai là giao cho em có thể mở ngay được. Đây. Mở. Cái ấy này, ui mặt Mimi tròn to đấy. Nhật ký của Mimi. Nhật ký, trời ơi, em có biết nhật ký nữa. Nhật ký này bằng hình ảnh mình cười lắm. Ông Mimi là họa sĩ Hà Quang Sơn, rất nổi tiếng. Mà mở ra từ trước rồi. Trời ơi, chưa biết chú ạ. Tóc cải à? Dạ có đấy, có rồi. Chủ đề là tớ thích ăn dưa hấu. Rồi tiếp nha. Ôi. Chủ đề là gia đình bé yêu. Đúng rồi, tôi đây hả? Tôi đây con người không có thân. Bên đây là mẹ nè, bên đây là con nè. Đây là ai? Nhìn hơi giống xinh đẹp. Lớn lên bé sẽ làm gì? Tại sao lại thế này? Làm make up, làm đẹp. Ở cái trường phái này là trường Picasso đó. Dạ đúng rồi ạ. Thiên tài về hội họa đó em. Thế giới động vật, chủ đề là thế giới động vật. Đố em con gì? Bảo đảm với em, anh nhìn đây là con vịt. Một tay nó vảnh, chắc con chó. Con thỏ em ơi, con thỏ không? Con thỏ em ạ. Những cái bức họa như thế này thì mình cũng hiếm thấy ở trên thị trường hội họa. Cho anh hỏi lý thuyết là tại sao đầu mẹ em có cái sừng vậy? Không, đây là gia đình thì chắc là đây là ba, đây là má, còn đây là Mimi. Mimi ơi, sao em như là một vật thể mờ nhạt vậy? Vẽ tới đây thì hết màu. Đúng. Ông là họa sĩ. Ông là họa sĩ ạ. Không, sĩ là thiết kế sân khấu luôn. Bé 4 tuổi mà, 4 năm tuổi vẽ như vậy là ổn rồi em ơi. Chị đợi ngày bé nó về nhà chồng á, chị gửi cho bé. Thì nó trả về, trả lại về địa phương quản lý. Để về nhà giấu kỹ nha, giấu kỹ. Rồi bây giờ chị cái này. Không, cái này không mở luôn. Chắc là em phải nhờ một người vào mở cùng cơ. Có mở cùng. Anh Tuấn ơi. Con xúc động hay con xúc động? Cả hai. Cảm ơn chương trình. Đây là một tâm huyết của Hương. Kiều Minh Tâm là bạn này là quán quân The Voice Kids 2019. Hương và năm đấy chú Khang cũng là người dẫn chương trình luôn. Hôm nay cả nhà chúng ta anh họp tại khách sạn 5 sao tuyệt vời quá con ơi. Dù cao hơn cả cô rồi. Thế thì bao năm qua con giữ liên lạc với lại cô Hương như thế nào? Con cũng hơi ít khi gặp cô, nhưng mà thường là con và cô sẽ gọi điện cho nhau này, câu video và nói chuyện. Hoặc là vào những dịp lễ nghỉ hè thì con sẽ
vào trong miền Nam chơi bá với cô. Bá vừa vào ăn vạ tôi mất năm mấy tuần đấy. Vừa là để học, vừa là vào chơi với cô. Vâng, bây giờ chìa khóa đã đến rồi. Chị dùng chìa khóa và chị mở ra xem nó là cái gì. Em cũng không biết đâu. Nhìn nó sớ. Ôi tôi bóc một cái bác hồi hộp hơn tôi á. Em cũng rất tò mò. Một bài nhạc. 90 triệu trái tim. Việt Nam tôi phú thủy hoàng trên đỉnh ngang, khúc ca tự hào từ 90 triệu trái tim cùng hòa ca. Khi mà con được chọn vào vòng bán kết, cô đã sáng tác bài này cho con. Cô còn nhớ không? Chứ sao không nhớ? Mà có rất là nhiều người hát cùng con, các anh chị The Voice và tham gia về cái sự kết nối giữa 90 triệu con người. Ngoài cái vai trò làm giám đốc âm nhạc thì chị cũng là người đã truyền lửa và nâng bước cho rất là nhiều thế hệ học trò. Ngày hôm nay gặp cô giáo Hương ở đây nè, con có muốn nói gì với cô không? Cô dạy con thì cô rất là nghiêm khắc và nghiêm túc. Còn ở ngoài cô rất là vui tính, rồi, rất nhây. Cô không chỉ là người thầy của con mà còn là một người bạn. Cô rất là hiểu con luôn ạ. Mặc dù cô Hương có nói cô chỉ có một bé gái duy nhất thôi, nhưng thật ra chị cũng là thuộc dạng có cả một bầy con đó. Đúng rồi, Khang nói đúng. Và toàn gọi má Hương thôi. Nhất là các bạn được với Kid, bây giờ lớn lên trưởng thành rồi vẫn vào comment Facebook, vẫn má ơi, má là người tuyệt vời, má thế kia, ôi thích lắm. Những đứa lắm, Đinh Hy Tâm này, bao nhiêu lâu là cao hơn cả cô rồi. Nhưng mà cái tình cảm thì nó vẫn cứ vẫn. Rồi, cảm ơn con đã đến đây, cảm ơn con. Với những cái thế hệ tiếp theo, tụi con sẽ phải cố gắng hơn nữa. Cô có một ý kiến này này nhá. Tức là con hát rất hay rồi, nhưng mà về cái yếu tố giải trí, cô biết là con đang hơi thiếu đấy. Cho nên cô đã gặp được người thầy cho con rồi đấy. Ôi giời ơi con ơi, riêng giọng hát của con nhá, mà kết hợp với lại coi như là ngành giải trí, công nghiệp giải trí này nhá. Cô nói con biết là viral. Trời ơi, tôi nhìn giờ có thêm nước học trò. Đúng. Thôi bạn cứ xin mình nhận trước anh ạ. Rồi, thế bây giờ xin mời cả gia đình của chúng ta sẽ đến thưởng thức những cái món ăn được chuẩn bị rất là công phu. Quà này, khóc lóc này, bây giờ phải lấy lại tinh thần này. Ồ, đúng rồi. Rồi, xin mời qua đây, cảm ơn Kiều Tâm rất là nhiều nha, cảm ơn em. Sau những giờ phút khóc cạn nước mắt trôi mascara, xin phép được bù lại cho chị Hương cùng với là con gái của mình một bữa thật là ấm áp. Vâng, chúng tôi xin được mời sếp Dương. Đây, 10 điểm trình bày rồi đây này. Cái thay rất là sweet ngọt ngào đúng không ạ? Vâng, để tiếp lý chị Hương thì hôm nay sếp có giao cho nhiệm vụ là làm ra một cái trà chiều panna cotta có 3 vị ở đây ạ. Thì một chút vị dừa, vị canh đỏ và vị xoài được ăn kèm với lại dâu tây. Bên cạnh đó thì em có làm dạng bánh tan chảy ở bên phía trong. Tiếp theo nữa thì em có một chút kẹo thì nhân với lại cái hạt maca. Cũng kia đây nó có 3 loại nhân, thì vừa là nhân sô-cô-la trắng, vừa là nhân sô-cô-la đỏ và một chút hạt. Và em có một chút táo. Bên cạnh đó thì em có 2 ly cà phê để nấu ăn với các chị. Dạ. Chúng tôi cũng có nghiên cứu sống trong 2 mẹ con là thông thường là thích đi ăn bánh ngò. Mặc dù là ai cũng rất là lo về công nặng của mình. Thôi xin phép mời anh Dương sẽ có mời Dạ. Cái bánh sô-cô-la thì em sẽ cho thêm một chút hương quế, sẽ bớt ngán hơn. Và cái quế này chia sẻ với chị là em có đi lên cái vùng Văn Yên của Yên Bái của mình ấy. Cái gì quá. Dạ vâng. Mình anh thử đi. Rất ngon. Tuyệt vời. Cho ăn nó có độ mềm. Không ngọt, không quá ngọt. Không ngọt. Ôi ngon quá anh ơi. Anh có một câu hỏi vui vui dành cho Mini nha. Đến lúc thì em cũng sẽ có bạn trai và rời xa một tay của mẹ. Nếu giả sử có một người đàn ông nào đó đến để lo lắng cho mẹ em có sẵn sàng mở lòng để mẹ em có thể tìm được một cái người yêu thương? Hạnh phúc của mẹ em hạnh phúc là em thấy cũng vui rồi ấy, nên là nếu mà có ai chăm sóc hoặc đối xử tốt với mẹ em. Nhưng mà nếu okay như vậy nè, liệu em có thuyết phục bà nữa đúng mẹ không? Em tự biết là cái gì tốt cho mẹ em và cái gì hợp lý thì mẹ em sẽ làm, em cũng không cần phải nhắc. Trời ơi, con bé tâm lý dễ sợ. Mẹ em tỉnh không? Không, có những lúc không tỉnh đâu con. Có những lúc không tỉnh đâu con. Toàn chị tư vấn cho bà thôi, bà có tư vấn được cái gì cho chị đâu. Chị làm nhiều khi con bé lại tỉnh táo, lại tư vấn ngược lại không chừng. Không có chuyện đấy. Chắc không có chuyện đó. Bây giờ mời chị Lưu Thiên Hương cùng với là Mimi, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo, đó là món quà bất ngờ của chương trình khách sạn 5 sao.
Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình Khách sạn 5 sao. Và trước khi mà chúng tôi kết thúc chương trình này thì vẫn muốn là hai mẹ con sẽ có một cái kỷ niệm cùng với nhau. Và nó cũng sẽ là món quà. Tại vì theo nghiên cứu thì chị Hương rất thích sưu tầm những cái món đồ mà có thể lưu giữ lại thành kỷ niệm được. Mời hai mẹ con tham dự chương trình là Khéo tay hay làm. Ở đây có rất nhiều hoa khô, thiệp, bưu tiếp và những cái khung hình luôn. Hai mẹ con sẽ tự làm và tự decor. Đẹp thì mình mang về. Sớm còn nếu thì... không đẹp thì mình cũng mang về luôn. Dạ, dạ, dạ. Tại vì cuốn mình làm mà. Cái này, này. Cái này thích này. Xin được tặng cái phần quà này cho chị để chị cho vào khung hình ạ. Đây là bức ảnh, chị có nhận ra không ạ? Ồ, Mimi. Bây giờ còn lâu mới nhìn thấy hình ảnh này của Mimi nữa. Bạn giờ bánh bèo lắm. Hồi bé là cá tính giống chị. Đây là Hồ Gươm. Mà ngày này là Mimi vẫn đang học mẫu giáo. Tầm 5 tuổi. Còn bức này thì chắc là sẽ khó nhớ hơn. Xin mời quý vị. Vâng. Theo chị thì bức này là mình chụp ở đâu và vào năm nào ạ? Em ơi, nhanh như một cơn gió. Một tấm của ký ức của quá khứ và một tấm của ngay bây giờ, hiện tại. Cái này là thật sự là không biết. Đây là bạn chị An mà đã chụp và bạn đang rửa ngay tại chỗ. Ngay tại chỗ luôn là có hình của mình luôn. Nào, luôn luôn, tao luôn, vào luôn. Sẽ có một bạn chuyên gia, xin mời bạn Thùy An. Mà em lên đây sẽ hướng dẫn. Em là cứu cứu em ơi. Em tên là Thùy An, thì em sẽ hướng dẫn hai mẹ con làm khung ảnh ký ức bằng hoa khô nhé. Đoạn đầu tiên thì em sẽ hỗ trợ hai mẹ con là bỏ tấm kính này ra khỏi khung ảnh đã. Bây giờ thì hai mẹ con giúp em là đặt tấm ảnh của mình lên chính giữa tấm kính nhé. Vâng, nghe mẹ như em làm chậm thôi, không tác phẩm này sẽ được đặt tên là vội đấy. Khi đặt ảnh xong thì mình sẽ có nguyên liệu là hoa khô và những cái hình trang trí ở đây. Thì mình, đối với hoa thì mình sẽ dùng nhíp để mình gắp hoa. Hoa nhíp à? Vâng, mình dùng nhíp để gắp hoa đặt lên trên tấm kính. Vâng ạ. Còn đối với hình trang trí thì mình có thể xé nhỏ ra những cái tờ báo như thế này. Xong mình lần lượt mình đặt từng thứ một lên. Và với mỗi một thứ thì mình sẽ bôi một chút keo ở đằng sau để mình gắn lên trên tấm kính. Ủa cái gì cho nó tuyệt vời nhỉ? Cà phê. Nếu mình muốn viết chữ thì mình có thể chừa chỗ là mình viết chữ nữa. Quả của cả hai mẹ con. Đây là tác phẩm của chị Lưu Thu Hương và mỹ kia là tác phẩm của Mimi. Chúng ta đều thấy là qua thời gian thì hai mẹ con đã dần có thêm hoa tay. Hương mẹ thực ra thì ngoài 7 nốt nhạc ra thì cũng không phải là người khéo tay, nhưng mà thực ra trông được ấy chàng đẹp mà, em thấy đẹp mà. Không. Tức là bên cạnh cái việc mà sáng tác nhạc thì chị cũng có hoa tay đấy. Mới chạm ngõ vậy là rất là tuyệt vời. Chị chỉ có muốn nói gì với Mimi không? Chị đang mải mê cái gì con nhỉ? Đang mải trái tim. Có lẽ đây là một cái khoảnh khắc hiếm hoi mà hai mẹ con được đứng chung. Đây là lần đầu tiên luôn ấy, là được chia sẻ những cái gì mà mong muốn nhất, những cái gì mà chưa từng nói ở đâu. Thì tự nhiên là hôm nay là chương trình đã cho Hương có cái cơ hội để hai mẹ con cùng nhau chia sẻ. Hương nghĩ là có rất nhiều các bà mẹ có con ở tuổi trưởng thành cũng sẽ tìm đâu đó có được những cái mà các chị đã từng trải qua như Hương. Vui, buồn, lẫn lộn, nhưng mà cuối cùng là gì? Là mẹ, là con, là chúng ta là một gia đình thì không bao giờ có thể bỏ được nhau và không bao giờ có thể có cái gì có thể ngăn cách được cái tình cảm trong một gia đình. Hương sẽ già đi, Mimi sẽ lớn lên. Những cái khoảnh khắc này thì chúng tôi xem lại thì sẽ luôn thấy hạnh phúc và cảm ơn chương trình rất nhiều. Và chúng ta sẽ kể lắm những phút mà mẹ và con ngồi với nhau, nói và chia sẻ được với nhau rất là nhiều điều trong cuộc sống và làm cho hai người hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Cảm ơn về sự hiện diện của hai mẹ con. Lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Hẹn gặp lại trong tập phát sóng tiếp theo của chương trình Khách sạn 5 sao. 6 sao vậy? Xúc động mà khóc nãy giờ hơi tốn nước mắt. Cho thêm sao nữa. Hương phải phục cái người viết ra phần hết là một và các bạn biên tập tất cả những cái chi tiết ấy, nó có một cái sự kết nối với nhau. Cũng chưa bao giờ tham gia một cái chương trình mà nó nhiều cảm xúc như vậy. Cảm ơn chương trình đã cho hai mẹ con Hương đã có một cái cơ hội để đứng trên sóng truyền hình để chia sẻ những cái cảm xúc cá nhân, nhưng mà cũng có lẽ là cũng rất là nhiều người cũng có bằng cái cảm xúc như Hương. Cảm ơn cái phong cách hay quá.